Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 7 bên cầu Kim Thủy Rồng Phun Châu, hồi 1. Sáng tinh mơ, khi sắc trời còn xám xịt, từ sân sau truyền đến tiếng la hét, âm thanh trầm trầm theo hơi thở, không cần phải nói, chắc chắn có người đang cố gắng lấy sức. Đó là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, Diễm Đình mặc thêm áo ngoài, chậm rãi nhấc chân ra khỏi ổ chăn ấm áp, ngón chân vừa chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân cũng bắt đầu lạnh lên. Nàng đi tắt, trang điểm trải chuốt một chút rồi mở cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Buổi sáng trời đầy sương mù, nhìn đi đâu cũng thấy mọi thứ đều xám xanh, nhưng bóng người trong sân thực sự rất cường tráng, cơ bắp rắn chắc, nhất cử nhất động đều nặng nề như vậy, cho dù trời có tối, mọi thứ đều mở ảo, người này vẫn rất thật. Thật sự chất phác, chất phác lão khí, cảm giác vuông vắn nhưng vụng về trong lời nói này giống như người chú sống cạnh nhà lúc đó, lại cũng giống như lão tiêu sư 10 năm lăn lộn giang hồ, không thể bình thường hơn được nữa. Lão nam nhân ít khi nói cười, thích giúp đỡ người khác đó là trượng phu tương lai của mình sao? Tỉnh rồi sao? Bóng dáng cao lớn quay lại, khuôn mặt chữ điền nở nụ cười, tối qua ngủ ngon không? Diễm Đình chậm rãi đi vào trong sân ngẩng đầu nhìn nam tử lớn hơn mình gần 20 tuổi, gật gật đầu. Ngũ định viễn cười lớn, theo thiết thủ vào ra hiệu Diễm Đình lại đây. Diễm Đình khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào khuôn ngực rộng rãi của ngũ định viễn, để mặc đôi tay chai sạn của hắn ôm lấy vòng eo thon thả của mình. Trong thời buổi loạn thế này, chúng ta không dám mong chờ kinh hỉ gì, cũng không dám hy vọng vào một tình lang oanh oanh liệt liệt, khắc cốt ghi tâm cứ bình phàm yên ổn vậy cả đời đi. Miềng khô khốc hôn lên gò má hồng hào của mình, dầu ri đâm vào lại là có chút đau. Cô cô, con có thể về nhà hay không? Ngũ định viễn đi đến phủ đô đốc, theo ý của hắn, sùng khanh sáng sớm đã được gửi đi để học chữ tập viết. Ngũ định viễn một lòng gửi mong hy vọng nghĩa từ giỏi văn giỏi võ, sau này cũng có thể trở nên nổi trội. Sùng khanh đáng thương nắm tay mình, vẻ mặt đưa đám. Không chịu rời đi nửa bước, lại khiến Diễm Đình không đành lòng. Mắt thấy lão sư đã ở cửa chờ, Diễm Đình thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú cậu bé 10 tuổi trước mặt, ôn nhu nói, "Sùng Khanh nghe lời, cô cô ở tuổi của con đã mất đi cha mẹ, lại chỉ có một mình, cô cô là nữ nhi không sợ, Sùng Khanh đường đường là một nam tử hán, sao có thể như vậy?" Sùng Khanh nghe xong lời này, lại là có chút hổ thẹn diễm đình nhau má cậu bé nói mau qua đó đi đừng để người khác xem nhẹ làm cha con mất mặt sùng khanh cúi đầu đi xuống nhỏ giọng nói thực xin lỗi con sẽ vào ngay đây diễm đình nhìn bộ dáng đáng thương của cậu bé không khỏi cảm thấy thương hại nàng ôm cậu bé vào lòng hôn lên má coi như khen thưởng sau đó nắm lấy tay hắn đưa cho lão tiên sinh trong trường học nắng sớm chiêu tới trên người ấm áp Diễm Đình một mình đi dạo trong kinh thành, ngũ định viễn công vụ bận rộn, không có thời gian đi cùng nàng. Sùng Khanh cũng đi tập viết, nên cũng chỉ có thể một mình thong thả bước đi. Thời tiết tháng 8, lá rụng nhiều, dọc đường đi thương gia đều đã mở cửa buôn bán. Diễm Đình nghỉ chân nhìn một lát, thấy rất nhiều đồ trang sức quý hiếm, trong mắt cũng thấy yêu thích. Chỉ là trong túi tiền tuy có chút ngân lượng, nhưng dù sao cũng là của ngũ định viễn đưa cho, mình còn chưa trở thành nữ chủ nhân của ngũ phủ, danh phận không rõ, cũng không tiện sử dụng, nghĩ đến đây thấy nhìn thêm cũng không thấy có gì đẹp, tự quay người rời đi. Bất chi bất giác, đã đi tới ngoại thành, sông Vĩnh Định ở ngay trước mặt, dù sao cũng là dưới chân thiên tử, bờ sông không có thuyền vạn trài, cũng không có mùi tanh hôi của cá, ánh sáng mùa thu dập dờn bồng bềnh giữa sông, bên bờ cây bạch dương khiến lòng người vui vẻ. Diễm Đình mỉm cười nhìn một tiểu lầu bên bờ sông, cảnh đẹp trước mặt, nàng muốn nghỉ chân ngắm cảnh, tuy chỉ có mình mình, thiếu người nói chuyện để giải tỏa, nhưng cũng tốt hơn là ở trong thành loạn, lập tức đi vào tiểu lầu, chọn một bàn ngồi xuống. Tiểu nhị thấy nàng đi một mình có chút sừng sốt, nữ tử ra khỏi cửa thường có nam tử đi cùng, nếu một tiểu thư nhà giàu bước ra khỏi cửa cũng sẽ có nha hoàn hạ nhân đi cùng, chủ quán không biết nên tiếp đón thế nào không khỏi có chút hốt hoảng diễm đình hành tẩu giang hồ đã từng gặp phải những chuyện này lập tức lấy bạc vụn ra đưa vào tay tiểu nhị hòa nhã nói làm phiền cho hai bộ bát đũa ca ca ta ở trong thành làm việc có hẹn gặp mặt bên bờ sông chốc lát nữa sẽ tới tiểu nhị nghe xong lời này vội vàng đáp ứng tự đi thu xếp trả bánh lúc này vẫn chưa qua giờ ngọ trong tiệm thưa thớt không mấy cái khách nhân diễm đình ngồi ở bàn lầu hai khung cảnh thật đẹp, nàng tự rót ly trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc này Diễm Đình mặc váy màu đỏ nhạt, đang ở kinh thành nên bên hông không đeo kiếm. Đột nhiên nhìn lại giống như nữ nhi gia đình giàu có, dùng mạo tú lệ, thanh lịch và đầy dịu dàng. Khách trong tiệm nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng, Diễm Đình thấy vậy trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Từ khi sư phụ đến nộ thương, định viễn thay nàng trên chiến trường bái kiến, sư muội không rõ tung tích, cũng là định viễn sai người đi tìm, ngũ bồ đầu này luôn luôn lõi đời, luôn luôn chu đáo, chính là không chịu được nàng phải chịu khổ, hầu hạ nàng như quý công chúa. Úng là vì thế, nàng mặc dù không còn ở giang hồ, nhưng nàng vẫn có một gia đình, tâm tình cũng không thấp thỏm bất an, ngày qua ngày tuy rằng bình đạm nhàm chán nhưng cũng rất thoải mái. Diễm Đình lại nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, những chiếc thuyền đánh cá trên sông điểm xuyết khiến lòng người bất giác say mê. Đang ngắm nhìn phong cảnh bên bờ sông, bỗng nhiên chớp mắt, nhìn thấy một bóng người đang đi dọc bờ sông, người nọ mặc áo bào màu xanh lá cây, eo thẳng, cử chỉ đoan chính trung không mất tiêu sái. Diễm Đình thấy khuôn mặt của hắn, đôi tay bưng chén trà không khỏi khẽ run lên, ánh mắt dõi theo bóng dáng người nọ, tim càng đập mạnh hơn. Công tử kia ven bờ dạo chơi rồi dừng lại nghỉ chân, chỉ ngắm nhìn khung cảnh dòng sông, đứng yên bất động. Không bao lâu, hắn xoay người lại, dựa vào lan can, một tay chống lạnh, tay kia chống cột đá gõ nhẹ. Nhìn nghiêng đôi mắt tuấn tu hắn, mắt nghiêng mỉm cười, trên đường người đi đường chẳng phân biệt nam nữ cũng nhìn hắn thêm vài lần. Diễm đỉnh mím chặt môi dưới, nhìn chăm chú thân ảnh tuấn Mỹ bên kia bờ sông. Trong lòng lại là vui mừng, lại là kích động. Dương Lang Trung, từ khi quen biết tới nay, còn chưa từng nhìn hắn kỹ như vậy, Diễm Đình ở rất xa cũng không sợ bị người nhìn thấy, đôi mắt to chớp cũng không chớp, liên tiếc rời đi sau một lúc lâu. Chiến bại, bị tước bỏ chức quan, tưởng rằng hắn sẽ mất tinh thần ui oải, cầu xin sự thương xót khắp nơi, nhưng hóa ra không phải vậy. Hắn vẫn là Dương Túc quan tự tin, tựa như chân hãn đá quý sáng như sao trời, tựa như ảo mộng. Bị phế thèm một thường dân thì sao, đá quý tháo ra khỏi nhẫn vẫn là đá quý, đều tôn quý như vậy, trói sáng lóa mắt như vậy, khiến người yêu thích như vậy. Tìm diễm đình đập thình thịch, nghĩ đến dương túc quan đã là thân phận bình dân, bỗng nhiên trong lòng nổi lên ý niệm, muốn xuống lầu mời hắn lên uống một ly trà nóng, chỉ là ý niệm vừa xuất hiện lại cũng biến mất trong chốc lát. Bước chân không có cách nào chuyển động, nàng khinh công tuyệt diệu nhưng đầu gối cảm thấy nặng nề là điều gì giữ đôi chân nàng lại là sự chân thành của ngũ định viễn là thân tình của hải nhi sùng khanh hay là hay là trái tim thấp thỏm của nàng trong lòng đầy bối rối đột nhiên nhìn thấy dương túc quan chậm rãi rời đi dường như lại đi về phía nàng trái tim diễm đình lại nhảy lên hắn có nhìn thấy mình không sẽ không hai bên khoảng cách xa như vậy trên đường còn có người đi đường, hắn căn bản không có lý do gì nhìn thấy nàng. Trong cơn hoảng loạn, Dương Túc Quan đã đi vào dưới lầu cách đó không xa, Diễm Đình sợ hắn nhìn thấy nên nép mình bên cửa sổ, thận trọng nhìn xuống dưới. Dương Túc Quan dừng lại, nhìn xung quanh. Bộ dạng dường như muốn uống trà, nhưng lại không biết đi vào chỗ nào. Diễm Đình lại luống cuống lên. Ven đường có mấy chục quán trà, liệu hắn có đến quán trà của mình không? suy nghĩ một chút dương túc quan đã đi đến lầu dưới quán trà của mình và dường như đang đi lên diễm đình không dám nhìn nữa chỉ cúi đầu nhìn điểm tâm trước mặt lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi lạnh mong dương túc quan đi vào lại mong hắn đừng vào trong lòng không có chủ ý rõ ràng nếu có tiếng động ở cầu thang hình bóng đó sẽ bước lên lầu sau đó cùng chính mình không hẹn mà gặp hắn nhất định sẽ hào phóng tiếp đón có lẽ hắn còn sẽ ngồi bên cạnh mình cùng nhau ngắm cảnh nhưng nhưng mình phải đối mặt với hắn như thế nào đây làm bộ thập phần kinh ngạc hay là từ chối ngồi với hắn rốt cuộc nên làm gì thật lâu sau đầu cầu thang chậm chạp không tiếng động yên tĩnh như thường diễm đỉnh mím môi dưới trong lòng ảm đạm dương túc quan không đi lên hắn đi rồi diễm đỉnh trong lòng biết nàng và người này chỉ là gặp thoáng qua, giống như đã nhiều năm như vậy, vĩnh viễn chỉ là đi ngang qua nhau. Chỉ là nhớ tới tâm ý ngũ định viễn dành cho mình, lẽ ra không nên như vậy sao? Diễm Đình cố nở nụ cười, duỗi tay cầm lấy ấm trà, tự mình rót nước, nhưng lòng bàn tay nàng lại vô tình run lên, ngay cả nàng cũng không khống chế được. Nàng nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ trong nỗi cô đơn tột cùng. Lúc này nước trong chén trà bắn ra, nàng cũng suýt nữa kêu thành tiếng. Trong quán trà ở lầu 1, đối diện với ô cửa sổ của mình, có một bóng người quen thuộc đang trò chuyện. Đó là Dương Túc Quan. Diễm Đình rất vui mừng, Dương Túc Quan không đi xa, cũng không làm chính mình khó xử. Hắn chỉ ngồi ở trước mắt mình như vậy, mặc cho nàng ngơ ngẩn nhìn. Nếu là láng giềng nơi thiên nhai, trong ánh bình minh tuyệt đẹp này, hai người có cảm giác như đang ngồi đối diện nhau cùng nhau chiêm ngưỡng khung cảnh mùa thu dễ chịu tiểu nhị mang trà tới dương túc quan không có khách chỉ ngồi một mình hắn từ trong lòng lấy ra một cuốn sách tự cúi đầu đọc đã sắp đến giờ ngỏ khách trên lầu ngày càng nhiều diễm đình sợ người nhàm chán tới quấy giày mình nên thường cho tiểu nhị một ít bạc vụn lại gọi thêm chút trà bánh tiểu nhị kia rất hiểu chuyện lập tức gọi thêm hai bộ bát đũa, một chiếc bàn vuông kê bốn ghế, tránh cho lãng tử đến phàn nàn, đồng thời cũng tránh cho những vị khách khác đến chiếm chỗ. Gió từ từ thổi tới, không nóng không lạnh, chân trời mây trắng từ từ thổi qua, thiếu nữ bên cửa sổ lầu hai, công tử tiêu sái thanh thản uống trà lầu một, tự hồ đây là kinh thành yên tĩnh, không có một chút ồn ào, cũng không có nhân tâm hiểm ác, giống như câu chuyện trong tranh. Dương Túc Quan, ngày mai ta có gặp lại chàng không? Đưa Sùng Khanh về nhà đã là lúc chạm vạng, Sùng Khanh thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, cười nói, cô cô, có gì vui thế? Diễm Đình như suy tư, không nghe lời nói lọt vào tai. Sùng Khanh thô bạo hét lên, bắt trước bộ dáng của ngũ định viễn, quát, cô cô. Diễm Đình giật mình, vỗ ngực nói, làm sao vậy? Có việc gì không? Sùng Khanh lớn tiếng nói, Cô cô, con thấy người rất vui vẻ. Có phải nhận được kẹo hay không? Diễm Đình Hoàng nói, không có gì. Ta không sao, Sùng Khanh lẩm bẩm một tiếng, lẩm bẩm, con lại không thấy người ổn. Về đến nhà liền có hại nhân hầu hạ. Trong phủ tổng binh có rất nhiều nô bộc, không cần lo lắng tự mình chuẩn bị bữa tối, vốn tưởng rằng Ngũ Định Viễn sẽ về ăn cơm, nhưng quản gia lại tới báo hắn cùng Liễu Hầu gia đã đến doanh trại ngoại ô đêm khuya mới trở về hai mẹ con nghe việc này liền vào bàn ăn sau đó chơi với sùng khanh như ngày thường sau đó từng người trở về phòng đi ngủ cũng kỳ quái đó là một đêm rất khó khăn lăn qua lộn lại chính là ngủ không được diễm đình nhìn bóng cây ngoài ô cửa sổ tim đập thình thịch trước mắt vẫn là bầu trời xanh bên bờ sông cúi đầu nhìn xuống có thể thấy bóng dáng vùi đầu văn chương kia hắn không có chức quan lại bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà vì sao thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như vậy hắn có giả vờ hay không thực ra trong lòng hắn có cô đơn và sợ hãi không có giống như ta không sẽ không hắn sẽ không cô đơn hắn cái gì cũng giỏi cái gì cũng đều nắm chắc rõ ràng hắn tuổi tác tương đương với mình lại có thể chỉ huy những đại hào võ lâm ngũ định viễn nghe hắn linh định linh chân cũng nghe lời hắn ngay cả những ác nhân lăng chiêu, Giang Sung cũng không dám khinh thường hắn, hắn vĩnh viễn sẽ có trọng lượng. Trong một đêm rất phiền não, lấy ra túi gấm sư phụ đưa, không hiểu sao nước mắt rơi nhiều, ướt đẫm cả gối. Cũng ở đêm này, Diễm Đình một lần nữa bắt đầu luyện kiếm, lần đầu tiên vất vả, cần cù luyện công từ sau khi rời Cửu Hoa Sơn. Cho dù không có sư phụ ở bên đốc thúc, nàng vẫn chăm chỉ nỗ lực như vậy, giống như cô nương ngoan ngày xưa. Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn còn xám xịt, tiếng hò hét ở sân sau lại vang lên. Dù đã đi ngủ muộn nhưng này vẫn thức dậy lúc sáng sớm, siêng năng như gà gáy, sợ gà gáy sớm cũng không bằng. Giống như mấy tháng trước, Diễm Đình rụi rụi đôi mắt ngái ngủ, bị ngũ định viễn đánh thức, đứng dậy thay quần áo, chỉ là không biết vì sao. Hôm nay khi thay quần áo, nàng lại chọn cái này cái kia, dường như mặc cái gì cũng không thấy thích hợp. Sau nửa canh giờ cuối cùng cũng bước ra sân. Quyền phong cương liệt, quét mặt như đao, bóng người cường tráng trong lăn qua lộn lại, khuỷu tay sắt đột nhiên di chuyển về phía sau, nắm đấm thỉnh thoảng bay ra, mặt chữ điền hung hãn, bá đảo, tuy là một bộ truyền pháp bình thường, nhưng ra quyền thế mau tuyệt, khí thế vượt xa, nhìn thân thủ của hắn mấy hôm nay, không cần tháo thiết thủ, cũng có thể dễ dàng đánh tan cao thủ võ lâm các phái bỗng nghe một tiếng giống gầm ngũ định viễn dùng chân quét ra nhặt một hòn đá trên mặt đất lên rơi trường ném ra ngoài hòn đá hiển nhiên đã nhận lực bay về phía sau ngũ định viễn thấy hắn xoay chuyển thân mình dùng một ngón tay đứng trên mặt đất trong phút chốc đá ngược chân để giày quét qua mặt đá hòn đá vẽ một đường cong giữa không trung đảo mắt lại bay trở về chỗ cũ vị trí không sai chút nào một cơn gió mát thổi qua viên đá biến thành cho bụi chợt theo gió phiêu tán. Diễm đình cả kinh ngây người, nhất thời che miệng kinh hô. Chỉ là nam tử trước mắt này võ công cao cường đến đâu, khoan dung lại tàn nhẫn, Diễm Đình đều sẽ không sợ hắn. Bởi vì Diễm Đình biết hắn thích nàng, dù có tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ là đối với địch nhân hung ác, người xấu tàn nhẫn, trước mặt nàng, hắn rất nghe lời, rất ôn nhu. Ngũ định viễn tu luyện chiêu thức, làm quan to, nhưng nụ cười chân thành không hề thay đổi, hắn chậm rãi đi về phía Diễm Đình, cười nói, dậy rồi à. Tối qua ngủ ngon không? Nghìn bài một điệu hỏi chuyện, Diễm Đình cũng không thay đổi, gật đầu nhẹ nhàng nói, tối hôm qua ngũ đại ca về muộn, cũng thật vất vả. Hai người nói chuyện đều nở nụ cười nhạt, rất khách khí. Ngũ định viễn cười nói, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến cư dung quan, e rằng sớm sẽ có công văn, Lư huynh đệ 15 tháng 8 thành thân, nếu ta không thể uống chén rượu mừng này quả thực ấy náy. Diễm Đình nghe vậy, lập tức kêu lên, ta quên mất, chúng ta sắp rời khỏi Bắc Kinh. Ngũ định viễn cười nói, còn không phải sao. Hôm qua hầu ra phân phó, muốn chúng ta chuẩn bị thật tốt. Lời nói của ngũ định viễn giống như con người hắn, vững chắc thật thà, giọng nói tây lương chậm lại dài, dùng từ cũng chậm rãi. Diễm Đình ngơ ngác lắng nghe, nhưng không nghe thấy một lời nào, nghe được mình sẽ đến cư dung quan, trong lòng hoảng loạn không nghe được bất cứ điều gì khác. Ngũ định viễn đang định nói thì chợt nghe thấy giọng một cậu bé hét lên, cô cô thay y phục mới. Hôm nay thật đẹp quá, hai người quay đầu nhìn lại, thấy một cậu bé đang chạy về phía sân sau, chính là nghĩa tử Sùng Khanh, hắn hoạt bát chạy đến bên cạnh Diễm Đình, nắm tay nàng chạy ngược vòng chiều kim đồng hồ như kiểm tra diện mạo trang điểm của nàng hôm nay. Ngũ Định Viễn kêu lên một tiếng, lúc này mới để ý Diễm Đình đã thay trang phục mới, đánh nhẹ một chút phấn hồng lên mặt, một thân trang điểm rực rỡ hẳn lên. Ngũ Định Viễn mồm miệng vụng về, cũng không biết nên khen ngợi thế nào, chỉ ậm ừ vài tiếng mà không nói một lời. Diễm Đình cười khúc khích, nhéo nhéo gò má Sùng Khanh, nói, "Còn đúng là quỷ linh tinh, cũng biết cô cô xinh đẹp." sùng khanh cười nói đương nhiên đã biết hôm qua cô cô đưa con đến trường học bọn nhỏ nhìn thấy đều hét lên nói cô cô xinh đẹp ngũ định viễn nghe được cười lớn diễm đình cũng bị chọc cho vui vẻ phiền não trở thành hư không đến thời gian diễm đình lại đưa sùng khanh đến trường như ngày hôm qua thân một mình không có gì để làm hoài tưởng hôm qua tình cờ gặp gỡ dưới chân bất chi bất giác lại đi về phía sông vĩnh định nàng đi dọc theo bờ sông, hôm nay bầu trời u ám, trên sông có sương mù dày đặc, trời không sáng như hôm qua, cỏ hoang tàn, cây cối khô héo lá vàng, trời mùa thu mát mẻ. Diễm Đình dừng lại nghỉ chân, duỗi tay khẽ vuốt lan can, trong lòng cảm khái vô hạn. Đây là nơi Dương Túc Quan đã đứng ngày hôm qua, khi ấy hắn lặng lẽ đứng bên lan can, hắn nhìn thấy gì? Dõi mắt chứng kiến, phía trước có một dòng nước lớn chảy qua chính là sông Vĩnh Định, bên kia có một con sông nghiêng hướng giao nhau, chính là sông Kim Thủy. Hai dòng nước giao nhau ở đây, từ xa nhìn lại, sông Kim Thủy trông giống như một con rồng, há miệng cắn vào thân sông Vĩnh Định. Xem ra đây là chỗ phong thủy bảo địa. Diễm Đình thở dài, nàng xoay người qua, nhìn về phía xa một quán trà, đúng là nơi mình ngồi ngày hôm qua, bầu trời mờ mịt, bờ sông có sương mù, không nhìn thấy gì rõ ràng đương nhiên cũng không thấy thân ảnh của ngày hôm qua mấy ngày nữa phải rời khỏi kinh thành tuy rằng biết rõ không nên nhưng vẫn hy vọng gặp lại hắn từ biệt hắn diễm đình cúi đầu nghĩ về chuyện cũ đôi chân nàng chậm rãi rời đi những mảnh vụn của quá khứ hiện ra trước mắt vị cô nương này lại tới nữa a bên tai truyền đến tiếng vang diễm đình trong lòng cả kinh dương mắt nhìn lên chỉ thấy chính mình bất chi bất giác lại đi đến quán trà ngày hôm qua, nàng không trả lời tiểu nhị, chỉ si ngốc đi lên lầu, tiểu nhị hôm qua đã nhận được chút ngân lượng, mắt thấy thần tài đã đến, tất nhiên là vui vui vẻ đi lên cùng. Trong tiệm khách nhân lác đác lưa thưa, thưa thớt, không khác hôm qua nhiều lắm, thấy bàn cạnh cửa sổ cũng không có quan khách, Diễm Đình liền bước qua ngồi xuống. Tiểu nhị mỉm cười nói, cô nương vẫn đang đợi huynh trưởng sao? Diễm đình mắt nhìn ngoài cửa sổ, ậm ừ một tiếng, tiểu nhị kia thấy nàng thần sắc nhiễm nhiên, tính tình không tốt lắm, cũng không biết chính mình sai cái gì rồi, vội vàng lấy ra trà bánh, nhất nhất dâng lên. Bầu trời xám xịt, ngoài cửa sổ có sương mù dày đặc, có vẻ như trời sắp mưa. Diễm đình nhấp một ngụm trà nóng, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống đối diện dưới lầu, suy nghĩ kỹ về cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm qua, trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút chua xót giống như ngây ngốc. Trời mù mịt mưa bụi, rốt cuộc đổ mưa. Những người bán hàng bên kia đường lao ra kéo mái hiên lên, chẳng nhìn thấy gì được nữa. Diễm đình tâm tình giàu dĩ, không có tâm tư trả bánh, vội vàng gọi tiểu nhị, thanh toán tiền rồi muốn xuống lầu rời đi. 4. chương 7 bên cầu Kim Thủy Rồng Phun Châu, hồi 2. Kết thúc chương 7. Tiểu nhị cười gượng nói, tỷ, lệnh huynh vẫn chưa tới sao? Đại đệ tử cửu hoa sơn nổi nóng, diễm đình hung hăng trừng mắt, tiểu nhị trong lòng cả kinh. Bị mỹ nữ trừng mắt không sao nhưng Kim Nguyên bảo tức giận trăm triệu không thể coi như không quan trọng, vội cười nói, người nhàn rỗi thì nhàm chán, miệng chó gọi bậy, nương nương đừng tức giận. Diễm Đình không muốn để ý tới, một mình đi xuống cầu thang. Bên ngoài cửa tiệm mưa to tầm tã mình lại không mang theo ô, có chút phiền phức đang muốn nhờ tiểu nhị mua dùm mình một chiếc ô, đúng lúc này bên ngoài một người đi tới, Diễm Đình bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, bóng dáng kia dừng lại ở trước cửa, rũ chiếc ô, theo sau là một tên mập mạp đi vào. Diễm Đình lòng tràn đầy tịch liêu, quay người đi, nói, tiểu nhị. Kỳ lạ thay, phía sau có người gọi tiểu nhị trước mình một bước, chẳng lẽ là người mập kia? Nhưng giọng nói này lại rất tao nhã không phải người mập thường có giọng nói như chuông đồng sao? Làm sao có thể có thanh âm như vậy? Diễm Đình lại căng thẳng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử đi vào trong tiệm, lắc lắc chiếc ô dầu trong tay, người nọ mặc một thân trường bào màu lục nhạt, vải lanh trắng trên vai, năm ngón tay thon dài trắng như tuyết cầm cán dù. Diễm Đình kêu lên một tiếng nhỏ, thoáng chốc dừng bước lại, tim đập thình thịch. Công tử kia thu ô lại, xoay người đi vào trong cửa tiệm, liếc mắt nhìn sang, trong nháy mắt đã nhìn thấy Diễm Đình, không khỏi nhướng mày, không nghĩ lại gặp phải nàng ở đây. Diễm Đình vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vừa mừng vừa sợ, muốn quay đi rồi lại có chút luyến tiếc, cứ ngẩn ngơ nhìn Dương Túc quan như vậy, thời tiết tuy lạnh nhưng mặt lại phiếm dạng mây đỏ. Hai người nhìn nhau, chưa kịp nói chuyện thì chợt nghe tiểu nhị nói, "Cô nương, bên ngoài trời đang mưa to, người lại không mang theo ô." chi bằng mua ô của người này dùng tốt lại thiết thực còn có một bức tranh hoa mẫu đơn rất đẹp một lượng bạc mà thôi không đắt chút nào nghe những lời mất hứng vô nghĩa này diễm đình tất nhiên là tức muốn hộp máu đang muốn mở miệng mắng chợt thấy dương túc quan mỉm cười đi tới đưa chiếc ô trên tay ra không nói một lời rồi bước đi lên lầu tiểu nhị tức giận nói ô không rõ nguồn gốc chắc là hỏng rồi bẩn và bất tiện sờ vào cũng đau, đầu bỗng nhiên bị cán dù đập mạnh, tiểu nhị hoảng sợ, cuống quýt lắc lắc tay, không dám nói thêm gì nữa. Trời đang mưa to, Diễm Đình trong tay cầm ô dầu, nhìn màn mưa tí tách bên ngoài, nàng ngơ ngẩn nhìn, bỗng nhiên quay người lại, lập tức phi lên lầu. Đi tới lầu 2, chỉ thấy trong tiệm vắng vẻ, không có khách nhân nào khác, chỉ có một chiếc bàn cạnh cửa sổ được thắp nến, một nam tử anh Tuấn ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ, trên tay bưng trà nóng cái bàn đó chính là cái bàn mình vừa ngồi hắn hắn đã nhìn thấy ta hôm qua bằng không sao lại ngồi ở đây đèn dầu thấp thoáng khuôn mặt trăng nõn của dương túc quan có vẻ càng thêm ôn nhu diễm đình muốn đi tới nói chuyện rồi lại không dám muốn tìm bàn ngồi xuống nhưng tiểu nhị lại như không thấy nàng thật là vạn phần xấu hổ một lúc sau dương túc quan quay lại mỉm cười nhìn diễm đình khẽ gật đầu với nàng diễm đình mím môi dưới không biết nên làm thế nào lại thấy dương túc quan kéo ghế ra diễm đình ngưng mắt nhìn lại trên bàn có hai bộ bát đũa diễm đình khẽ kêu một tiếng nhưng cũng không ngồi xuống thấp giọng hỏi huynh huynh đang đợi người sao dương túc quan gật đầu mỉm cười đúng vậy ta đang đợi nàng diễm đình chăm chú nhìn hắn thấy thần thái dương túc quan vẫn như cũ vẫn là nhất phái thong dong nhưng bên cạnh hắn đặt một bọc hành lý như thể sắp xa nhà diễm đỉnh nghĩ tới ngũ định viễn tự biết không nên qua đó nhưng nghĩ đến tình cảnh bi thương của dương túc quan nàng lại cảm thấy không đành lòng lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn dương túc quan nhàn nhạt, nhạt nói nàng quen ở kinh thành chưa diễm đỉnh ừ một tiếng nói ngũ đại gia đối xử với ta rất tốt cái gì cũng không thiếu nàng có chút đứng ngồi không yên trong lòng loạn vô cùng, thấp giọng hỏi, chàng thì sao? Chàng có tính toán gì về sau không? Dương Túc Quan nghe xong lời này, chỉ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời. Diễm Đình thấy Dương Túc Quan trầm mặc không nói gì, nàng cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ cúi đầu không nói. Năm đó tại Miếu Thành Hoàng, Trường Châu, Diễm Đình từng bày tỏ tình yêu với nam tử trước mặt nhưng bị từ chối một cách lịch sự sau ngũ định viễn ra tay khiêu chiến lăng chiêu trời đất u ám người này khẩn cầu mình muốn nàng mở miệng khuyên bảo quen biết tuy lâu chỉ vì thân phận khác biệt đến nay vẫn là vô duyên cho đến lúc này cho đến lúc này sư phụ dương túc quan đã qua đời chiến bại bị tước chức quan trước ngự môn cho nên cho nên qua thật lâu sau diễm đình lấy hết can đảm nói dương lang trung nếu huynh có gì buồn giàu cứ nói với Diễm Đình được chứ." Dương Túc quan mỉm cười nhẹ, nhìn nghiêng về phía Diễm Đình, nói, "Diễm Đình cô nương, vì sao lại ngồi bên cạnh ta?" "Cô không biết hoàng đế hận ta sao?" Diễm Đình quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, "Ta biết." Dương Túc quan cười nói, "Vậy sao còn dám ngồi xuống, không sợ bị liên lụy?" Diễm Đình nhìn nam tử trước mắt, hơi cười khổ, nụ cười kia lại có chút thê lương. Nàng thở dài, thấp giọng nói ta ta đã bị liên lụy theo đó nước mắt lăn xuống trời đang mưa to trong nhà tối tăm dương túc quan khẽ mỉm cười đưa tay dập tắt mọn nến thoáng chốc trước mắt đen như mực diễm đình hơi sững sốt còn chưa kịp nói gì đôi môi chợt nóng lên dương túc quan vậy mà đã hôn nàng diễm đình hét lên một tiếng cuốn quýt né tránh về phía sau nàng vừa kinh vừa sợ không biết đây là có chuyện gì Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng của tiểu nhị, cười nói: "Công tử, ngài đi bây giờ sao? Ô của ngài đã đưa cho cô nương, chi bằng mua chiếc ô này dùng tạm." Tài nghe tiếng bước chân vang, Diễm Đình vội vàng quay đầu nhìn lại, Dương Túc Quan cũng không quay đầu lại, đã chậm rãi xuống lồng. Diễm Đình vuốt ve đôi môi của mình, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trên môi, nàng chạm vào môi dưới, nhưng không hiểu dụng ý của Dương Túc Quan, nhất thời lại kinh ngạc lại mê hoặc, chốc lát nghĩ đến ngũ định viễn, chốc lát lại nghĩ đến dương túc quan, nàng nhìn mưa to tầm tã ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cắn răng một cái, lập tức nhảy nhảy ra cửa sổ, đuổi theo. Mưa to gió lớn, trên đường người đi lại thưa thớt nhưng lại không thấy bóng dáng dương túc quan, diễm đình không màng tất cả, một lòng chỉ cần tìm được hắn, muốn hắn nói rõ ràng, thân phinh công của nàng chính là do đích thân thanh y tú sĩ truyền dạy bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng phi thường, chạy dọc đường phố mà không làm nước bắn tung tóe, tựa như lăng ba tiên tử đuổi theo ra. Một đường chạy vội tới bờ sông, thấy một người bị mưa xối đầy người toàn thân ướt đẫm đang nhìn ra mặt sông, đúng là Dương Túc Quan. Diễm Đình đứng sau lưng hắn gọi to, Dương Túc Quan. Bóng người vẫn nhìn về phía xa bờ sông không quay đầu lại, Diễm Đình lại lần nữa kêu to, Dương Túc Quan. Lúc trước hai người đều khách khí, trước nay đều gọi Dương Lang Trung hoặc Dương Công Tử. Đây là lần đầu tiên kiếp này gọi tên hắn, lại tựa đã gọi cả trăm ngàn lần rồi, không có cảm giác xa lạ. Mưa to ập đến, những hạt mưa rơi xuống sông, khuấy động một đám hơi nước, trong cơn sóng hỗn loạn dường như có dao long thủy yêu ẩn nấp dưới nước. Nhưng Dương Túc quan chỉ nhìn dòng sông, hờ hứng với tiếng kêu gọi của Diễm Đình. Diễm Đình dưới tình thế cấp bách, lập tức chạy đến trước mặt Dương Túc Quan, chặn tầm nhìn ra sông, thét to, dương túc quan. Trong cơn mưa tầm tã, khuôn mặt dương túc quan đầy bọt nước, chỉ cúi đầu nhìn phía mình, Diễm Đình vừa kích động vừa bối rối, vừa định nói lời tạm biệt, lại thấy dương túc quan nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, để nàng nhìn hắn, lại hôn môi nàng. Diễm Đình đầy mặt nước mưa, khóc dòng nói, lúc trước huynh không cần ta, hiện giờ vì sao lại tới trêu chọc ta huynh muốn ta trở thành nữ nhân là lơi ong bướm sao? Dương Túc quan nhìn chăm chú nàng, không hề chớp mắt, lại nghe Diễm Đình khóc dòng nói, định viện đối xử với ta rất tốt, ta không muốn có lỗi với huynh ấy. Nàng đánh mạnh vào ngực Dương Túc quan, lên tiếng khóc dòng nói, huynh. Huynh vì sao phải trêu chọc ta? Vì sao, Diễm Đình lại hận lại yêu, chỉ mím môi dưới, ngẩng đầu nhìn nam tử vô tình trước mặt. Dương Túc Quan thở dài, thấp giọng nói, Diễm Đình, ta, đến đây chợt nghe thấy âm thanh vang lên cách đó không xa, giống như tiếng pháo nổ, theo âm thanh vang lên, dương túc quan lảo đảo, lời nói đứt quãng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Diễm Đình thét to, vì sao huynh lại im lặng? Huynh, đôi tay nàng nắm lấy cánh tay dương túc quan, liều mạng lay mạnh, nàng đang định dừng lại thì thấy dương túc quan đang nhìn xuống ngực mình. Trên môi nở một nụ cười cay đắng diễm đình nhìn theo ánh mắt của hắn thoáng chốc hét lên thấy máu tươi chảy ra từ ngực dương túc quan bắn lén có người bắn lén đôi tay diễm đình run lên như thể làm sai điều gì vì kinh sợ lùi lại từng bước đập vào lan can dương túc quan khẽ mỉm cười gật đầu nói rất tốt rất tốt rốt cuộc muốn giết ta sao nước mưa chảy dài trên gò má đầu gối hắn nhũn ra quỳ dọc xuống đất trước mặt diễm đình Diễm Đình thấy Dương Túc Quan phun ra máu tươi, thấy sau lưng hắn đầy máu tràn ra một mảng, nghĩ đến bị thương từ sau lưng, tạng phủ đã bị thương nặng. Tiếng súng vẫn còn vang bên tai, Diễm Đình mặc kệ an nguy của bản thân, ôm Dương Túc Quan vào trong lòng, khóc dòng nói, tại sao, tại sao? Nàng khóc kêu không thôi, phảng phất là hỏi vì sao có người muốn xuống tay giết người, lại tựa đang hỏi Dương Túc Quan vì sao hôn môi nàng, dưới hoảng loạn đã không có nhận thức. Dương Túc Quan đang nguy kịch, không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, hắn mềm mại ngã vào trong vòng tay Diễm Đình, thấp giọng nói, quen biết khắp thiên hạ, hôm nay lại là cô tiễn biệt ta, Diễm Đình cô nương. Diễm Đình cô nương, nhìn thấy đôi mắt của Dương Túc Quan dần ảm đạm, khóe miệng tươi cười cũng dần dần cứng đờ, Diễm Đình nước mắt rơi như mưa, nắm lấy tay hắn chặt không buông. Số phận của hai người thật chớ trêu khó khăn mối quan hệ cũng đã thành hình. Trong phút chốc, biến cố đột nhiên tới, rồi lại thành sinh ly tử biệt. Hơi thở của Dương Túc Quan dần dần trầm xuống, hắn nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm tự nói, sư phụ. Quan nhi có lỗi với người. Sư phụ vừa nói vừa giơ tay phải lên, hai mắt dưng dưng sắp rơi xuống gò má, khi sắt thép rơi lệ sẽ dì sắt rồi tử vong. Diễm Đình nắm chặt tay hắn, khóc giống thất thanh thét to, không được. Ta không cho phép huynh chết. Không cho, không cho, đột nhiên, lại có một tiếng động lớn khác, thương pháo đánh tới, khiến đá vụn cạnh lan can bay tán loan, diễm đình đầu tiên là sửng sốt, nhưng trong lúc kích động, không để ý đến thay đổi bên ngoài, lan can đã mục nát, thiếu mất một góc cũng không chịu được lực nữa, thoáng chốc sụp đổ, lăn đến bên cạnh dương túc quan. Dương túc quan chậm rãi tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào lan can gãy bên cạnh, hơi nước mờ ảo chỉ thấy lan can đá nứt ra, lộ ra màu xanh nhạt, khóe miệng dương túc quan run lên, vận khởi chốt nội lực cuối cùng nắm chặt lan can kia, một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, toàn bộ bùn đất vụn rơi xuống, đột nhiên trước mắt hắn hiện rõ vật trong tay, không còn là một cột đá tròn nữa mà là một con ấn hình vuông to như một chiếc nắm đấm. Bị bụi bẩn bao phủ, nước mưa từng trận rửa sạch, lộ ra sáu đại triện văn hoàng đế chính thống chi bảo, khoảnh khắc sắp chết, nhìn về phía xa, nơi xa sông Kim Thủy mênh mông cuồn cuộn, cuồn cuộn không dứt mà đổ vào sông Vĩnh Định, trông giống như một thần long, đang há mổ ngậm thứ gì đó, lại muốn giao cho chính mình. Trải qua trăm cây ngàn đắng, vứt đi chức quan, vứt bỏ thân nhân tánh mạng, chính mình rốt cuộc vượt qua một cửa mà lưu kính cũng chưa từng vượt qua. Vào thời điểm và địa điểm này, thiên mệnh chính thống đã đến bên tai súng vang không ngừng, dương túc quan chật vật ngồi dậy, cho dù đầy người tắm máu, thần quang trong mắt hắn vẫn cực làm cho người ta sợ hãi. Hắn dùng hết sức lực kéo diễm đình xuống, cả hai lăn xuống đất, tránh dưới lan can. Dương túc quan toàn thân đầy máu, thở hồn hển diễm đình, nếu nàng yêu ta, hãy thay ta làm một việc cuối cùng. Biến cố liên tục, diễm đình không khỏi khóc nỉ non, huynh. Huynh huynh muốn ta chết ta cũng cam tâm tình nguyện mưa lớn rơi xuống sương mù xung quanh mờ mịt tiếng súng càng liên tiếp vang lên dương túc quan nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một vào đêm khi kinh thành bốc cháy lên lam quang nàng hãy nàng hãy cùng ngũ định viễn sống ở cư dung quan từ bắc kinh nam hạ diễm đình cả kinh nói từ bắc kinh nam hạ dương túc quan thở dốc nói mậu thìn tuế chung long hoàng động thế lời cuối cùng của tần bá tiên nói rằng chỉ có chân long mới có thể khôi phục thành công nàng nàng hắn nắm chặt tay diễm đình lạnh lùng nói muốn nàng thay ta hàng long diễm đình đại trấn vừa kinh vừa sợ vừa muốn hỏi lại chợt thấy dương túc quan xoay thân mình hét lên điên cuồng trời không tiêu diệt được ta trời không tiêu diệt được dương túc quan ta hắn quay mặt về phía sông thoáng chốc thả người nhảy lên chợt rơi vào giữa sông Diễm Đình ngơ ngác nhìn, rồi đột nhiên tỉnh giác, nàng cao giọng thét chói tai, "Dương Lang Chung!" Trong lúc nhất thời ra sức nhảy lên, đuổi theo bước chân của Dương Túc Quan, bùm một tiếng, thân hình thon dài kia rơi vào trong nước, trong nháy mắt đã bị nước lũ nuốt chừng. Tiếng súng rốt cuộc ngừng, trên đường người đi đường lớn tiếng kêu sợ hãi, nhìn về nơi đôi nam nữ rơi xuống nước. "Quan quan! Quan quan!" Thê lương tiếng khóc bi bi thương. Dương phu nhân quỳ dạp xuống đất, che mặt khóc thảm thiết. bản quyết biệt cũng dường như khóc nức nở, bờ vĩnh định phảng phất phiêu nổi lên ma chơi, vô số cây đuốc chiếu rọi, mấy trăm người tụ tập nơi đây để trục vớt thi thể trên sông. Đến tột cùng là ai nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm xuống tay ám sát Dương Túc Quan. Hắn đã vô quyền vô thế, triều đình tước bỏ chức quan mũ miệng, Dương gia trưởng bối trục xuất hắn khỏi gia môn, đối phó với một bại chiến tướng như vậy, chẳng lẽ còn ngại không đủ sao? Một hai phải giết hắn, lấy đi mạng sống của hắn như vậy, những người này mới có thể giãn miệng mỉm cười sao? Ai hạ tay? Là hoàng thượng sao? Hắn thầm hận dương túc quan mở miệng ngỗ nghịch, phái người giết hắn cho hà giận. Hay là giang sung? Chỉ là muốn làm suy yếu thế lực của liễu môn, tiên hạ thủ vi cường, để tránh vị binh bộ lang trung này ngày sau đông sơn tái khởi đến tột cùng là ai? những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? giết Dương Túc Quan đến tột cùng sẽ có chỗ tốt gì? nào uống chén trà này trước bình tĩnh. Hai tay cầm chén trà, trà nóng từ trong ấm sắt rót ra lòng bàn tay chậm rãi ấm lên. đốt món tay cứng ngắc lạnh lẽo được ấm áp dễ chịu, dường như cơ thể cảm thấy dễ chịu. đôi môi anh đào nứt nẻ không còn chút máu quay sang nhẹ nhàng nhấp mụn trà. Diễm Đình cô nương lúc túc quan bị thương là cô tình cờ ở bên cạnh phải không một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai cùng với tiếng gió bên bờ sông vĩnh định giọng nói của liễu ngang thiên nghe rất đáng sợ tuy rằng kiệt lực khắc chế hàm răng vẫn run rẩy cùng với thân thể run rẩy nước trà lập tức bắn vào đôi bàn tay trắng mảnh khảnh trong phút chốc chén trà lật úp rơi thẳng xuống đất cẩn thận đừng để bị bỏng một bàn tay to tiến tới bắt được chén trà Miệng chén trà tuy nóng nhưng lòng bàn tay kia dường như không có cảm giác gì, đủ thấy nội lực tu vi thật là lợi hại. Chỉ thấy bàn tay kia đang cầm chén trà chậm rãi di chuyển về phía Diễm Đình, ấm áp nói, hầu ra đang hỏi chuyện, cô cứ từ từ, đừng sợ. Diễm Đình nhìn khuôn mặt trăng tròn trước mặt, đó là hộ vệ của liễu ngang thiên vi tử tráng, trong lúc nhất thời, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Diễm Đình càng không có huyết sắc hoảng loạn không tự chủ được né tránh về phía sau. Giả, tất cả đều là giả. Ai, sau lưng một người đỡ nàng, thấp giọng thở dài, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhân sinh thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Diễm đình cô nương, túc quan con ta thực sự đã chết sao? Diễm đình thân rét run, tuy rằng nàng biết sau lưng người nọ chính là thân phụ của dương túc quan, nhưng nàng trong lòng vẫn sợ hãi, ớn lạnh toàn thân, nàng vội vàng tránh thoát khỏi sự nâng đỡ của người đó sau đó chạy như bay giang thái sư đến trong đêm đen ánh lửa ẩn động một đám người xuất hiện trước mắt diễm đình người đầu tiên cưỡi ngựa thân hình mập mạp tất nhiên là an đạo kinh có một nhà sư ăn mặc như một lạt ma đi cùng bên cạnh xe ngựa chính là la ma thập xem trận trượng bực này người trong xe tất là thái tử thái sư quyền thần quyền lực nhất trong triều đã đến hắn cũng tới rồi cái chết có thể nặng như núi thái sơn có thể nhẹ như lông vũ dương túc quan nếu biết cũng có thể nhắm mắt mắt thấy diễm đình đầy mặt kinh hoàng không khỏi lùi lại một bước giang sung xoay người xuống ngựa lớn tiếng hỏi thuộc hạ đây là cô nương kia là nàng ta nhìn thấy dương túc quan rơi xuống sông đám người la ma thập đề thanh đáp ứng giang sung nhanh chóng bước về phía diễm đình đối mặt với kẻ xấu nổi tiếng nhất triều đại Diễm Đình tràn ngập nước mắt, không biết phải trốn thoát từ đâu, nhất thời chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nàng cầm chén trà trên tay, hai vai không khỏi run rẩy, nghĩ đến thật là rất sợ hãi. Liền vào lúc này, trên vai đột nhiên có hơi ấm, có người đắp chăn lông lên cho nàng, Diễm Đình vừa kinh vừa sợ, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt lại là khuôn mặt thanh lệ thoát tục, chính là cô Thiến Hề. Nhìn bên cạnh nàng một thanh niên có đôi mắt sáng ngời chặn giang sung sang một bên đúng là lư vân diễm đình la lên một tiếng lao vào vòng tay của cố thiến nghề bật khóc giang đại nhân đêm khuya tới đây không dám làm phiền không dám làm phiền dương viễn thở dài giang sung cười gượng hầu ra chẳng phải cũng ở đây sao cũng thế mà thôi cũng thế mà thôi đừng nói nữa mau an ủi chỗ phu nhân nén bi thương vượt qua nỗi đau nén bi thương vượt qua nỗi đau liễu ngang thiên cảm khái tam đại thần ngươi một lời ta một câu trên mặt đều có vẻ xin lỗi rồi lại thỉnh thoảng ngầm cười nghe ba người nói xong diễm đình hai mắt đỏ hoe nước mắt rơi xuống cô thiến hề hiểu được tâm sự của nàng lập tức bưng trà nóng liên tục đỡ cho nàng uống chỉ là phần lớn nước trà đã tràn ra khỏi miệng khó có thể nuốt xuống trong lúc bi thương tam đại thần cùng nhau đi tới, chỉ nghe liễu ngang thiên thở dài, người xuống tay làm chuyện này thật điên rồ, khiến người nổi giận, giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Liễu mộ nhất định sẽ dùng hết sức để truy lùng kẻ đó, dương đại học sĩ hãy yên tâm. Giang sung gật đầu nói, phải nên như thế, người chết là chuyện quan trọng, ta ngày mai thượng tấu triều đình, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trả lại chức quan sinh thời cho dương quân. Dương Viễn nghe vậy, lập tức đáp tạ nói đa tạ thái sư thịnh tình đa tạ hầu gia trượng nghĩa tại hạ thế khuyền từ cảm tạ hai vị mọi người nhìn nhau da mặt đều nứt cười dường như đờ đẫn tê mỏi chợt nghe một nữ tử thét to không được đốt không được đố nó còn chưa có chết các ngươi không được đốt lư vân nhìn lại thấy một vài gia đình đang cầm tiền giấy đang muốn đốt lửa châm hóa một trung niên mỹ phụ đầy mặt nước mắt vua tay không ngừng, chính là dương gia chủ mẫu dương phu nhân. Chỉ nghe nàng thét to, túc quan, đều là mẫu thân không tốt, mẫu thân không tối, còn mau trở về đi, phụ nhân này ngày thường đoan trang tao nhã ung dung, nhưng bây giờ đang tuyệt vọng, không tin ái tử đã chết như thế, gia đình muốn đốt tiền giấy, nàng tất nhiên là không thuận theo. Mẫu thân đã phát điên rồi, Dương Thiệu Kỳ liều mạng trông đỡ, cũng yên lặng rơi nước mắt. Dương Viễn là hạng người có định lực hơn người, ái tử chết thảm, hắn chỉ than vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngoài việc cùng đám người liễu ngang thiên và giang sung hàn huyên, phần lớn thời gian là kiểm tra chỗ con trai mình bị thương, như muốn tìm ra manh mối nào đó. Chẳng sao không ánh sáng, mọi thứ đều mờ mịt, giờ khắc này cảnh tượng không quá rõ ràng, dường như hư ảo cảnh trong mơ. Lư Vân ngồi bên bờ sông, ngơ ngẩn nhìn vĩnh định hòa giữa đêm khuya cũng tựa ngây ngốc. Theo quan sai kỳ thủ vệ bẩm báo vụ án, hôm nay sau giờ ngọ bên bờ sông vĩnh định đã nổ ra tiếng súng. Lúc ấy người qua đường kinh hoàng chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp. Trong lúc hỗn loạn lại thấy một nam một nữ lần lượt nhảy xuống nước. Nhà môn nhanh chóng báo cáo cứu được nữ tử đang ướt đẫm giữa sông, sau đó lại tra hỏi thân phận nam tử, hóa ra là binh bộ lang trung dương túc quan con trai của ngũ đại học sĩ đã bị giáng xuống làm dân thường lúc sau kinh động đại thần không chỉ dương viễn liễu ngang thiên đã đến liền giang dung cũng tới lư vân khẽ cười khổ cúi đầu sinh thời không người nghe hỏi người bỏ rơi ta như một kẻ yếu đuối sau khi chết lại tang trọng cực lễ nhưng có ích lợi gì đang lúc suy nghĩ bỗng nhiên nhìn thấy mặt nước nứt ra một đại hán từ trong nước nổi lên người này thân thủ mạnh mẽ, tất nhiên là ngũ định viễn. Hắn vừa nhảy lên bờ, đã thấy mọi người vội vã tụ tập xung quanh mình, có người sợ hãi, có người lo lắng, có người hoảng hốt, mọi người chăm miệng một lời, đều đồng thanh hỏi, thế nào? Có nhìn thấy gì không? Ngũ định viễn người ướt đấm, đưa tay gạt đi giọt nước, lắc đầu nói, ta đã kiểm tra kỹ lưỡng, dưới đáy sông không có thi thể, chỉ là ngực hắn bị thương trước đó cũng có vết thương trên lưng. Ta nghĩ, hai, hắn tuy không nói ra bốn chữ giữ nhiều lành ít, nhưng ý tứ cũng gần như vậy, liền vào lúc này, chợt nghe một tiếng bi kêu, ngươi hổ đồ. Nó không chết, nó không chết, thân mình lảo đảo về phía sau, lại là dương phu nhân. Ngũ định viễn thở dài trong lòng, lại thấy Lưu Vân đưa mắt ra hiệu với mình, sửa miệng liền nói, có lẽ dương lang trung mạnh khỏe không việc gì chưa chắc đã có chuyện đáy sông quá sâu ban đêm lại tối nhất thời nửa khắc tìm không thấy người ta nghĩ ngày mai sáng sớm lại qua đây đi ngũ định viễn tuy là thân thể chân long nhưng hắn tìm kiếm một đêm trời giá rét nước lạnh cũng không khỏi gân mệt kiệt lực hắn lắc lắc đầu đi về phía diễm đình đột nhiên có người vươn tay kéo hắn lại ngũ định viễn quay đầu nhìn lại liền thấy chính là liễu ngang thiên Ngũ định viễn kiệt sức không nói được nhiều, chắp tay liền nói, hầu ra. Liễu ngang thiên liếc nhìn Diễm Đình, thấp giọng nói, lúc xảy ra chuyện, Diễm Đình cô nương này. Khụ, vừa lúc ở bên cạnh túc quan. Ta thấy nàng bị kinh sợ rất nhiều, người chấn an nàng ta một chút. Một câu bị ngắt quãng hai lần, dụng ý là gì, tất nhiên là không khó hiểu. Ngũ định viễn nghe xong, lập tức cúi đầu. Liễu ngang thiên vỗ hắn vai, muốn nói lại thôi ánh mắt có chốt hàm ý đêm tối tăm gió lộng xa xa diễm đình ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc nhu nhược đáng thương đừng nói đến chuyện nàng cùng dương túc quan hẹn hò liền tính nàng cùng dương túc quan cùng chung chăn gối thì tính sao tiểu nữ nhi này vĩnh viễn không thích mình thì tính sao ngũ định viễn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nhẹ nhàng thoát khỏi tay liễu ngang thiên đi về phía diễm đình diễm đình vừa thấy hắn tới lập tức nhào vào ôm hắn lên tiếng khóc lớn ngũ đại ca mau đưa diễm đình đi diễm đình không thích kinh thành không cần ở lại nơi này ngũ định viễn nhìn vài vị đại thần lại nhìn về phía diễm đình hắn khẽ vuốt ngực giai nhân thấp giọng nói nàng yên tâm đại ca sẽ đưa nàng đến nơi bình an ngày mai liền đi mắt thấy diễm đình nín khóc mỉm cười liên tục gật đầu ngũ định viễn lại thở dài ánh mắt càng thấy thâm trầm giả tất cả đều là giả diễm đình ngay cả nàng cũng là giả sao lúc bình minh càn thanh công vắng lặng đại nội gác cổng nghiêm ngặt trong lòng chướng phi tần được sủng hạnh ngủ thiếp đi vì kiệt sức cảnh thái hoàng đế đột nhiên mất ngủ mặc áo bào rộng rãi một mình đi dạo trong ngự hoa viên tối nay long tâm buồn bực muốn một mình suy tính việc nước trung thái giám xa xa đi theo mỗi người biểu tình cẩn thận, không dám đến quá gần để không quấy rầy thánh thông, nhưng cũng không dám đứng quá xa, để tránh nghe không thấy hoàng thượng phân phó, nhắm mắt theo đuôi. Cổng Càn Thanh là danh giới đại nội thủ vệ, phía nam cổng thuộc quyền quản lý của ngự tiền thị vệ, phía bắc cổng thuộc đông sườn nội thị thủ vệ, chỉ là lưu kính đã chết, đông sườn cao thủ tan thành mây khói, ngự tiền thị vệ cũng chịu khổ nghiêm túc, cổng bắc chỉ có một đám nội thị trông coi võ công đều tầm thường. Tuy rằng Giang Dung bốn phía vơ vết cao thủ, nhưng nhân sĩ Giang Hồ bình thường xuất thân thô lỗ, một không cẩn thận thân mình, hai không hiểu lễ nghĩa, tự cũng không thể để họ trông coi hậu cung, để tránh càng tăng hỗn loạn. Cũng là vì thế, cấm cung phòng vệ tuyến đầu cũng là đường cuối cùng, tất cả các cao thủ đều được bố trị dọc theo các bức tường của cung điện, nhưng một khi thích khách lèn vào tường, thánh giá tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm bởi vì tuyến phòng thủ yếu ớt, hoàng đế sử dụng nội thị hiện tại bên cạnh đều là những người trung thành, trong trăm chọn một, luôn lấy thân mình làm lá chắn, lấy mạng đổi mạng, chết vì hoàng đế. Cảnh thái đi vào hoa viên, ánh trăng sáng tỏ, chiều đến thố nhi sơn một mảnh trong sáng, chỉ là cửu ngũ trí tôn tâm sự nặng nề, dù cho cảnh đẹp trước mặt, thần thái cũng cực muộn phiền. Lúc thiếu niên, cảnh thái chỉ là một vương gia nhàn rỗi không có quyền lực, cực kỳ hâm mộ hoành huynh chu viêm ngày thường rảnh rỗi không có việc gì luôn thích tưởng tượng mình lang thang trong hậu cung tiêu dao tự đắc mỹ nhân phi tần mình chọn lựa bên trong cấm thành duy ngã độc tôn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nam nhân thay mình làm dụng đánh giặc nữ nhân thay mình nối dõi tông đường thật là thiên hạ đệ nhất cực lạc ai ngờ chính xác tiếp nhận ngôi vị hoàng đế nhưng sự thật sẽ không như vậy tuy rằng bàn tay vạn dặm giang sơn trong cơn giận dữ giết người muôn vàn, sủng hạnh thê thiếp làm niềm vui, nhưng như thời gian trôi qua cái đẹp cũng trở nên nhàm chán. 30 năm trôi qua, phi tần tuy vẫn tuyệt mỹ, nhưng thể lực ngày càng suy giảm, tư vị trên giường ngày càng đạm bạc. Giết người quá nhiều, ban đêm đôi khi bất giác rơi lệ, lúc bái Phật càng cảm thấy lo sợ nghi hoặc sợ sau khi chết luân hồi nghiệp báo, kiếp sau không được siêu sinh ký thác duy nhất hóa ra lại là điều này. Trong lòng sở cầu, liền mong Giang Sơn Thái Bình, xã Tắc Yên Vui, nỗi khao khát động lại trong lòng không thể nguôi ngoai, lại là mong thần dân thành tâm ca tụng, thiệt tình kính yêu. Nếu đời sau sử ra nhớ lại thương tiếc, kính chính mình một thánh tông, một nhân tông, càng là chết cũng không tiếc. Đi tới ngự thư phòng, rất nhiều nội thị canh giữ ở ngoài cửa, Bên trong có một thái giám không rõ danh tính đang ngủ gật, hắn kinh giác hoàng đế đã đến, lập tức cuống quýt đi tới, cung cung kính kính thắp mọn nến cung kính, lập tức mang trà đến. Thái giám như vậy, trong 30 năm qua đã đổi qua lại rất nhiều, cảnh thái tự cũng không biết người kia là ai. Hắn mỉm cười với thái giám, đưa tay sờ đỉnh đầu hắn, thái giám vừa mừng vừa sợ nên quỳ xuống đất, được cảnh thái đỡ dậy. Lại cười nói: không phải lúc thượng triều, không cần đa lễ. 20 năm trước hắn tâm tình không tốt liền mắng một đứa bé, thái giám kia xấu hổ trong đêm nhảy xuống giếng chết, từ đó trở đi, cảnh thái không bao giờ quá hung ác với nội thị. Ông đã học được một câu từ nữ nhi ngân xuyên của mình, sinh ra trong gia đình đế vương, thật là một loại nhiệt. Có lẽ là như vậy, ngày ấy binh bộ lang trung phạm thượng mẫu nghịch, hắn lại bỏ qua cho không giết ngài cũng xá tội cho nhiều tướng bại trận, cho họ cơ hội lập công chuộc tội. Khí độ trí tuyển như vậy, có bao nhiêu hoàng đế có thể làm được? Cảnh thái trên môi hiện lên một nụ cười, chậm rãi ngồi xuống tại bàn. Cầm lấy tấu trương, đọc kỹ từng cái một, đêm khuya là lúc suy nghĩ việc nước nhiều nhất, tâm bình khí hòa, tam tỉnh ngô thân, trước không cầu công lớn, nhưng cầu trong chính trường phạm ít sai lầm hơn, nếu phạm ít sai lầm hơn thì sẽ giết ít người hơn giết ít người hơn là đại công đức. Đây là điều ông đã tự nhủ với mình ở tuổi 50. Tấu chương đầu tiên là cuộc khổng an đệ trình. Nội dung không gì ngoài việc chuẩn bị đón mừng sinh nhật Thái Hậu, nội dung buồn tẻ phiền muộn, mà bài viết được lặp đi lặp lại chỉ để yêu cầu 300.000 lạng bạc. Hoàng đế thở dài, hắn không phê có thể, chỉ phê hậu nhân tắc hiếu người, ý định để khổng an tự mình hiểu. Lại xem tấu chương thứ hai, là Giang Sung Đệ Trình, là muốn tu sửa trường thành phía tây, cần 400 vạn lạng bạc, hoàng đế lắc đầu, Giang Sung đứng trung gian kiếm tiền riêng, đã sớm nhét đầy túi, lúc này viết ra năm chữ, dân tâm cường không tường lòng dân kiên cường, không có tường thành. Giang Sung có thể hiểu được hay không thì tùy vào hắn. Vội vàng xem, đọc được tới 10 tấu chương, lại là có chút mệt mỏi, hắn đem tấu chương thả lại trên án, bỗng nhiên, một mảnh giấy từ trong chồng tấu chương dày cộm rơi xuống bàn hoàng đế thở dài nhìn mảnh giấy bề ngoài mỏng manh bộ dáng đơn sơ lại không biết là ai đưa tới lòng tràn đầy buồn bực duỗi tay nhặt lên đọc kỹ trên đó chỉ có sáu chữ to mau son đỏ được khoanh tròn trong một ô vuông đọc hết chữ này đến chữ khác thoáng chốc đọc ra hoàng đế chính thống chi bảo thiên hạ đệ nhất chính thống ngọc tỷ truyền quốc biến mất không dấu vết rốt cuộc lại hiện thế ở đây cảnh thái giật mình, vội vàng nhìn kỹ hơn. Điều khắc kia nửa điểm không sai, đúng là truyền quốc ngọc tỷ chính thống đã biến mất nhiều năm. Thượng bảo giám có 24 ngự bảo, món quan trọng nhất đã bị biến mất trong chuyến ngự giá thân trinh của võ anh năm thứ 15. Ngự bảo mất tích cùng tiên đế này thường được gọi là chính thống chi bảo. Tỷ truyền này được truyền lại từ thời nhà đường, được dùng làm bảo vật hiến tế trong ngày khai quốc, đã thất lạc hơn 30 năm. Tuy rằng triều đình vẫn có dấu 23 ngự bảo còn lại, nhưng những ấn tỷ này đều được chế lại, xưng hoàng đế tin bảo, tôn thân chi bảo, kính thiên cần dân chi bảo, cho dù chế tác tinh mỹ, văn tự phồn đa, lại trăm triệu không thể quan trọng bằng ấn tỷ khai quốc chính thống. Chính thống chi bảo đột nhiên hiện thế, đây là điềm lành hay điềm xấu? Hoàng đế trong lòng nghi hoặc không biết ai đã làm việc này. Nếu thượng bảo giám tìm lại được về ngọc tỷ truyền quốc chính là thiên đại hỷ sự, chỉ là ở đây nghi hoặc, nếu những đại thần này có công thì sao có thể không làm lớn chuyện, lại lặng lẽ kẹp vào tấu chương. Hắn không phòng đoán được mảnh giấy này đến từ đâu, lập tức lật xem rất nhiều tấu chương, bất ngờ tìm thấy một mảnh giấy khác. Hắn hắc một tiếng, lập tức cúi đầu đọc cẩn thận. Trả lại non sông cho ta, trên giấy văn tự rồng bay phượng múa thư pháp thương hồn hữu lực như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào ngực mình. Đây là, đây là chữ viết của võ anh hoàng đế. Người đâu? Cứu mạng, cứu mạng, hoàng long hướng bầu trời khóc lóc kêu cứu, tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, bừng tỉnh vô số phi tần thái giám đang ngủ say. Hoàng đế kinh hãi, xã tắc bất an, kể từ sau khi lưu kính chết, kinh thành sắp thiết lập giới nghiêm lần thứ hai. 4 phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn